Xin chào mừng tất cả quý vị các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ Cuộc Sống Mỹ. Và đây là cái kênh mà Đức Vũ luôn chia sẻ những điều thực tế nhất cuộc sống ở Mỹ quý vị. Hôm nay lại tiếp tục về cái mục nhà cửa Mỹ. Và hôm nay Đức Vũ sẽ dẫn quý vị và các bạn đi xem một cái nhà townhouse. Bữa giờ mọi người nói là mình hay quay về nhà single house, thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem cái townhouse ở một cái khu khá là đẹp. Đây là cái khu này, là cái khu rất đẹp các bạn, ở tiểu bang Maryland. Đó. Đây là nó, cái khu này nó bao gồm cả nhà single house và nhà townhouse các bạn. Đó. Thì khu này giá khá là mắc bởi vì nó xây rất là mới các bạn. Nó xây năm 2017 ha, và 2017. Thì những cái căn mà hôm trước Đức Phụ có quay cho mọi người đó là những cái căn mà ở trong này nó bán 995, 997, 900 mấy. Thì nhà townhouse giá nó là bao nhiêu? Thì trong này quý vị các bạn, thì nhà townhouse xây mới cũng rất là đẹp. Nó khoảng chừng 3-4 phòng ngủ luôn, 3 phòng ngủ là chính xác. Và có thêm một phòng nữa rồi. Nó bán với giá là 699. Có một căn hôm trước bán mà mới có quay cho mọi người xem đó là 725. Nhà bây giờ ra giá rất là kinh khủng các bạn, mà mặc dù là lãi suất mà Fed nâng lên bây giờ là 5 chấm rồi, lãi suất vay là 5 chấm. Nhưng mà bây giờ mùa này các bạn thì nhà rất là nhiều. Xin lỗi quý vị các bạn, mình vẫn còn bị allergy. Thì đây là cái khu bây giờ nãy mình đi khu là single house, bây giờ thì mình qua cái khu townhouse, các bạn thấy không? Đây cái căn này đây đang open house. Qua trời người đi xem luôn thì phải, thấy chúng ta xe đây. Bây giờ quẹo qua đây, thấy xe đậu cũng khá nhiều ha, các bạn thấy không? Đường xá rất là đẹp. Đó, nhà townhouse vậy rất đẹp. Thì theo mà mình đã chia sẻ với các bạn rất nhiều á, thì mình hãy nên xem cái nhu cầu của mình là single house hay là townhouse. Thì single house thì rộng hơn mà riêng tư hơn, còn townhouse thì nó có liền vách các bạn ha, nó liền vách với một cái nhà khác. Thì như vậy thì nó mọi người thì cho là bất tiện, nhưng mà theo quan điểm của mình các bạn, ví dụ như là có hai vợ chồng, hai đứa con, thậm chí có thêm ba mẹ nữa là 6 người thì vẫn có thể ở cái căn mà townhouse. Bây giờ cái dạng này, bây giờ cái căn mà mình đang đi coi này nè, nó thông tin nó bỏ lên đó các bạn, đó là bao nhiêu ta? 4000 một square feet các bạn. 4 level, 4 cái level luôn, có nghĩa là nó có basement, rồi có garage, hai garage, rồi nó có ba phòng ở trên, một phòng ở dưới. Basement là 4 phòng cộng với một cái top ở trên, ở phía trên lầu nữa các bạn ạ. Có nghĩa là cái này nó có sân thượng ở trên lầu luôn ha. Rồi, bây giờ khu vực này, trước khi mình coi thì mình phải coi khu vực các bạn ha. Thì một bên là nhà, nhưng mà bên này không có nhà, bên này nhìn ra phía ngoài một bãi cỏ rất là rộng các bạn. Bãi cỏ rất là rộng. Các bạn chờ mình chút xíu, mình sẽ tháo cái này ra. Đây các bạn thấy ha, đây đó, một bãi nhà rất là rộng, mà đối diện là nhà cái dãy này là dãy đây bãi rất rộng nè các bạn ha. Phía sau nó là single house. Bây giờ mình sẽ đi vô đi coi ở ngoài trước đi ha, tại vì mình thấy ở trong cũng khá là đông. Đây nhà đẹp đúng không, quá đẹp. Đây nhà này căn góc luôn các bạn, căn góc ở ngoài. Bây giờ nó có cái nhà này, nó có cái fence là cái hàng rào bên ngoài các bạn, và nó đã làm sẵn bằng hàng rào này, là hàng rào bằng composite light times. Còn khu vực này XOA thì hình như là có 7 mấy đồng các bạn. Đó. Bởi vì người ta sẽ cắt cỏ cho mình luôn. Mà cái nhà sao hao nhỏ này cắt cái gì đúng không? Rẹt 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 là xong. Ok, bây giờ thì đi vô trong nhà.
À, cái này nó có thêm cái nhà này nè các bạn, nó có thêm cái khúc này nữa. À, mặc dù là cái desk này mình thấy nó cũng hơi nhỏ đúng không, nhưng mà nó có thêm cái khu vực này nữa các bạn. Đó, đây là cái khu vực tại vì ở ngoài đông người quá cho nên mình phải chui vô trong này chứ các bạn. Đó, các bạn thấy không, bây giờ bếp đó quá đẹp, bây giờ xây dựng nó theo cái kiểu hiện đại là vậy các bạn. Đó, bếp làm rất là đẹp, sinh này là quá sâu luôn. Rồi nhìn ra tổng thể, nhìn ra đằng trước, phòng khách, ô nhà này là ready ready to move luôn đó các bạn. Quá quá đẹp luôn, sạch sẽ. Rồi thấy đằng trước đông quá, bây giờ lên đây là một cái toilet, gọi là half toilet gỗ. Nó có cái loại để đi cho nó khỏi, các bạn dán cho nó khỏi trơn nè các bạn ha. Cầu thang gỗ hết luôn rồi, cầu thang gỗ. Trên này là gỗ nhưng mà thông thường các bạn, nhà người Mỹ á, là ở bên trong cái phòng thì nó là thảm. Thì đây lên lầu 1 thì có 3 phòng. Ba phòng. Lầu stress là đóng sẵn hết luôn rồi, có sẵn luôn rồi, quá đẹp quý vị các bạn. Mình không biết nhưng mà mình thấy này đẹp. Đây là một full bathroom nè các bạn ha, đây là một cái phòng tắm. Rồi hai phòng ha, đây là cái phòng giặt. Phòng giặt xong bắt đầu vô phòng master room. Phòng master thì ba cái tủ kệ ha, con này nó đóng này cũng tốn tiền lắm nha các bạn, chứ không chơi đâu. Ta đóng sẵn hết rồi, chỉ có giống như là sẵn hết rồi ha. Đây master room, rồi vô đây thêm một cái closet nữa, nó đóng sẵn luôn rồi, giống như là trong cái phòng master room có hai cái closet. Rồi một cái phòng tắm full nữa trong phòng master room. Phòng tắm này nó có hai cái sink. Cái này quá rộng luôn ha. Phòng tắm đứng, nó có cái tắm đứng, không có cái tắm nằm. Không có cái bồn, mình cũng thích vậy đó bạn, mình thích vậy. Ủa, nhà này là mình có tiền là mình mua liền. Có tiền là mình mua liền, quá đẹp. Mình không phải vừa khen mà mình thấy ở đây nó thông thường đó là ba phòng là hết rồi các bạn, bây giờ nó lên lầu một cái phòng nữa nè, là level này là level 4 đó, là level 4. Cho nên tại sao mà nó boss lên đó là cái căn nhà townhouse đây. Đây nó có drop ở trên, group ở trên đó. Cái này bạn có thể đặt phòng ngủ hoặc là phòng đọc sách hoặc là phòng thư viện trên này cũng đều được. Nhưng mà thường thường thì người ta để trên này giải trí các bạn. Giải trí, làm phòng giải trí trên này cũng được. Trên lầu không ai nghe hết, cũng ok. Rồi đây cái sân thượng đi ra ngoài nè các bạn. Nhà làm theo cái sân thượng đi ra ngoài nè đó. Ngắm trời mây trời đất luôn, đã quá quá đã luôn, quá đã quá đã rồi. Ngắm trời mây đất ở ngoài luôn các bạn. Group này cũng còn mới nè, có cái group mới ha. Tại nhà xây mới làm năm 2017 bạn. 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 5 năm. Nhà 5 năm là ok bạn ha. Rồi mọi thứ vút là đẹp. Thấy không? Chỗ này mình có thể để cái tủ lạnh cũng được. Còn không thì đây cái gì đây? Ở trong này nó có một cái storage, một cái kho. Kho đúng không? Quá là rộng luôn. Để đồ linh tinh trên này cũng được. Rồi quá đẹp ha bạn ha, 669. Nó bằng một cái căn townhouse, một cái căn single house cũ khoảng chừng 20 năm. Rồi bây giờ đi xuống dưới, xuống dưới cái basement coi thế nào. Đây là ba cái phòng mình quay lại cho mọi người xem nha. Rồi cầu thang rất là đẹp làm gỗ, bây giờ đi xuống basement. Basement là làm gỗ hết rồi nha quý vị các bạn, gỗ hết trơn này. Một cái phòng basement này hôm mà qua mình coi thì ông đây có một cái phòng đây 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 đó, có một cái phòng nhìn ra phía ngoài. Phòng này lấy ánh sáng quá đẹp luôn ha. Basement, nhìn ra ngoài.
Ồ, ngoài này nó làm quá đẹp, sạch sẽ, tủ tiết, kệ đầy đủ hết rồi quý vị các bạn. Cái phòng này hôm trước mình thấy người chủ này ở đây có một cái full bathroom nữa nè ha. Vậy là mình sẽ có 1, 2, 3 full bathroom, 3 full bathroom. Gara quá đẹp luôn quý vị các bạn. Gara nó làm, cái nền nó là bằng xi măng mà nó làm sẵn, nó làm cái kiểu mà có gì đó. Đấy, cái kệ luôn, kệ, quá đã. Gara này quá đẹp quý vị các bạn, tại vì nó sạch sẽ quá đi, nó quá đẹp, nó quá tươm tất đi quý bạn. Đó. Cái nền nó làm sẵn bằng xi măng, mà xi măng cái loại mà người ta có gì đó, hoa 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 văn đó. Sạch sẽ, to gara quá đẹp các bạn, hai hai xe. Có chỗ ngồi vô rồi, có một cái full bathroom đây rồi ha, full bathroom nữa. Full bathroom khá là đẹp. Cái này nó còn khá là mới luôn các bạn. Rồi đây là chỗ này, hôm trước mình thấy ông người chủ người ta để cái chỗ để tập gym các bạn. Đây, cửa đi ra ngoài. Cửa quá rộng luôn. Đó. Chỉ có tội là nhà single, nó không giống như single house bạn. Single house thì có đất nhiều, còn này nó không có đất các bạn. Ở ngoài này nó làm hết rồi, nhưng mà trời đang bắt đầu mưa rồi các bạn. Oh my goodness, trời nó mưa rồi. Không, quá đẹp. Nói chung là có cái hàng rào thì nó private chút xíu ha, private. Quá đẹp luôn. Rồi, đó là tổng thể một căn nhà này. Thật ra nó là 4 phòng ngủ đúng không ạ? 4 phòng, 4 phòng, trên 3 phòng, dưới phòng là 4 phòng, thêm một cái top and drop nữa là 5 phòng. Thì nhà mà 4 người lớn, 2 người nhỏ là quá đã luôn. Quá đã. Đó, rồi cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Các bạn thấy không? Ngôi nhà này rất là đẹp. Nếu mà có tiền thì mình sẽ mua cái nhà này hơn là mua một cái nhà cũ các bạn. Cầu thang đi lên. Ok. Chào tạm biệt quý vị các bạn. Bye bye.